Xin kính chào quý khán thính giả của đài. Đây là chương trình Người Việt Lực Mỹ của luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Luật sư Liêm vì có công việc bận nên không có thể đến phòng thu ngày hôm nay được. Thay vào đó, tôi xin được phép tiếp chuyện với quý khán thính giả. Tôi là luật sư Tuấn Kiệt. Hôm nay thì nếu được, mình sẽ giới hạn những cái đề tài đến luật liên quan đến việc đuổi nhà, những cái thủ tục để đuổi nhà. Nói chính xác hơn thì những cái thủ tục để đuổi nhà hay là bị đuổi nhà, luật liên quan tới nợ nần, những cái chuyện giống như là ra tòa khi mà bị cái giấy phạt về vấn đề giao thông, hoặc là có thể cần thông dịch hay không. Nếu quý khán thính giả có câu hỏi có thể gọi vào đài ngay từ lúc đầu. Tôi thấy có điện thoại gọi, tôi có thể xin phép được trả lời cái điện thoại đầu tiên. Dạ, xin chào, tôi là luật sư Kiệt đây ạ. Dạ, xin chào luật sư. Dạ, chào. Luật sư, tôi có cái nhà mà tôi cho nó mướn rồi luật sư, bây giờ nó không trả tiền đó. Thế bây giờ mình nhờ pháp luật mình đuổi ra được rồi. Bây giờ mình làm sao mình lấy tiền lại được trong thời gian mà nó mấy tháng nó không trả mình đâu luật sư. Và dưới văn phòng luật sư có giải quyết cái vụ này không? Cảm ơn chú đã gọi. Cái việc đuổi nhà đó nó chia ra làm nhiều chập. Tôi muốn, tại vì khi mình xin đuổi nhà ra đó, có thể là mình xin nhanh cấp tốc đó, thì và phía bên kia đó họ bị khiếm diện, mình có thể xin cái trác tòa đuổi nhà ra thôi. Còn về cái phần tiền đó thì mình phải kiện tiếp tục để đòi cái phần tiền. Đó là cái biệt kiện để đòi thôi, chưa nói là cái gì đi thi hành án nhé. Chú nói như vậy đó thì tôi không có hiểu là đối với cái vụ đuổi nhà đó thì chú đã, tòa đã cho chú đưa ra một cái phán quyết là chú, những cái người phía bên kia đó, những cái người mà mướn nhà cũ đó họ thiếu chú tiền chưa? Hay là tòa chỉ nó đưa ra cái phán quyết là ok, bây giờ mình được quyền tống họ ra thôi. Không, họ ra rồi, luật sư họ ra rồi. Tôi hiểu mình tống họ ra rồi. Tôi hiểu họ ra rồi, nhưng mà trên thiếu mình lấy tiền lại. Có trả lời cái câu hỏi của tôi, tại vì tôi muốn đảm bảo rằng đó, tại vì khi họ đã ra rồi là một chuyện, nhưng mà tòa có cho mình cái trác trên cái judgment là cái phán quyết của tòa đó có nói là họ thiếu tiền mình không? Cái đó tôi không để ý, nhưng mà chắc chắn là phải có thiếu rồi chứ, tại vì trong thời gian mấy tháng nó ok, bây giờ giả sử đi, tòa đã cho anh một cái phán quyết hay là một cái án văn đó nói là họ thiếu tiền anh, thì anh có thể đi thi hành án. Cái vấn ở Mỹ này nó kẹt là như vậy, hay là ở Cali này nó kẹt là như vậy. Khi mà mình thắng một cái vụ kiện rồi đó, nhiều khi cái việc thắng kiện nó dễ hơn là cái việc đi thi hành án, là để đi thi hành án để lấy tiền từ cái án văn đó. Nó hơi khó là như vậy. Khi mà đi thi hành án đó, cái người mà thiếu tiền đó họ phải, thứ nhất là cái người phải có, Việt Nam mình nói là cái, nếu mà là cái người trọc đầu đó thì mình cũng khó mà làm gì được họ, mình khó nắm đầu họ được họ. Do đó đó mình phải, những cái chuyện mình có thể làm là như vậy. Nếu mà họ có ngân quỹ hay là có cái tài khoản ở ngân hàng mà mình biết được đó, mình có thể xin một cái trác tòa đến để sai áp hay là để trích áp cái tiền ở trong cái chương mục ngân hàng đó. Nếu họ đi làm đó thì mình có thể xin một cái trác tòa để siết cái lương của họ. Siết lương thì mình chỉ siết được đến 25% của cái lương của họ thôi hàng tháng. Từng cái lần họ lãnh lương đó mình chỉ siết được có 25% thôi. Có những cái chuyện khác mình có thể làm, giống như nếu mà họ có nhà cửa thì mình có thể để một cái, nó gọi là cái lien đó, để một cái ưu quyền lên trên cái nhà của họ. Nhưng mà theo chú nói thì họ là cái người mướn nhà thì khó mà họ có nhà để mình làm cái việc đó. Đó là những cái tóm tắt những cái chính mà mình có thể làm. Có những cái chuyện khác nữa nhưng mà nó phức tạp hơn. Văn phòng của luật sư Liêm, theo tôi hiểu có làm những cái này, nhưng mà nếu được đó thì chắc chắn anh gọi đến văn phòng khi mà trong giờ làm việc, thì có thể luật sư Liêm hay những người luật sư khác có thể giúp anh tường tận hơn nhé. Dạ, luật sư con hỏi thêm câu nữa luật sư. Dạ được. Bây giờ tôi cho mướn nhà đó, rồi tôi có mua bảo hiểm lụt, mà nếu trường hợp lụt tới mà nó có hư đồ đạc của cái người mướn nhà đó, mình có chịu trách nhiệm và mình có chịu cái tiền để mà mướn khách sạn cho những người đó ở trong thời gian lụt họ không ở được trong nhà không luật sư? Thật sự câu hỏi anh rất là hay. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ gì về câu hỏi này. Và đây là một cái vấn đề đó hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Do đó tôi chưa có cơ hội để làm legal research, là nghiên cứu về luật để biết. Do đó tôi xin lỗi là không có thể trả lời cái câu hỏi được của anh. Nhưng mà đây là một cái câu hỏi mà tôi thấy rất là hay. Lần sau đó nếu mà tôi có lên lại đó, tôi nghĩ là tôi trong giữa cái thời gian hôm nay, nếu mà tôi có thể lên thay thế cho luật sư Liêm lần sau đó, tôi sẽ nghiên cứu để trả lời cái câu hỏi của anh. Xin lỗi anh nhé. Dạ. Ok, cảm ơn anh đã gọi.
Một lần nữa, bây giờ hãy nói về cái thủ tục đuổi nhà. Đuổi nhà đó nó, thí dụ mình cho một người nào mướn, có nhiều cái lý do để mình đuổi họ, đuổi cái người đó ra. Bây giờ nói về cái lý do mà thường xuyên gặp nhất đó, đó là cái việc mà không có trả tiền nhà đúng hạn. Khi một người không có trả tiền nhà đúng hạn rồi đó, không có tự động là mình đến, mình không có được phép đến cúp điện, tắt nước hay là khóa cửa đuổi họ ra. Những cái đó đó luật cấm. Nếu mà mình làm những cái chuyện như vậy đó thì họ có thể xoay ngược lại, họ kiện mình. Và cái người mướn nhà mà thắng đó thì họ có thể được cả tiền luật sư phí nữa. Khi mình họ không trả tiền nhà mà đến hạn không trả đó, mình phải đưa một cái thông báo. Thì thường thường đó, cái thông báo nếu mà trong cái hợp đồng mướn nhà đó nó không có quy định rõ rệt là cái thời gian phải thông báo là bao nhiêu lâu, thì ít nhất mình phải cho họ cái thông báo, cái thời gian là 3 ngày. Cái thông báo tiếng Anh nó gọi là cái 3 day notice to pay rent or quit. Thường đó là nó là 3 ngày để dọn ra, nếu không dọn ra đó thì phải trả, không trả tiền thì phải dọn ra. Cái thông báo đó nó rất là quan trọng, tại vì nó là cái điểm khởi đầu, cái nền tảng để cho mình trục xuất người ta ra. Tất cả những cái diện thư kiện để đuổi ra sau đó, đó đều dựa trên cái thông báo đó hết. Cái thông báo đó mình phải viết, thứ nhất là phải viết đúng đúng cái địa chỉ. Tao đã từng thấy những cái vụ kiện người ta viết cái địa chỉ lại viết sai một con số thôi là cũng hỏng rồi. Nó là tất cả những cái khác đúng hết, viết sai cái địa chỉ, viết sai cái tên đường đánh dần sai. Tại vì đó, những cái vụ kiện mà để đuổi nhà ra đó, nó là những cái vụ kiện mà nhanh gọn lẹ, tiếng Anh nó gọi là summary proceedings. Nhanh gọn lẹ có nghĩa là sao? Mình phải làm thay vì những vụ kiện dân sự bình thường đó, mình ra tòa mình kiện, nhiều khi nó kéo dài năm này qua tháng nọ. Những cái vụ kiện đuổi nhà đó nó có thể rất là nhanh, và một khi rất là nhanh đó, luật buộc là phải làm tất cả mọi chuyện đúng hết, đúng tất cả mọi chuyện đúng theo luật định. Nếu không đó là sẽ thua thôi, ngay cả khi người ta không trả tiền nhà của mình. Do đó từ cái chi tiết một, từ cái địa chỉ, cái tên đường, cái số tiền người ta thiếu mình. Có nhiều người đó dựa theo cái hợp đồng rồi lại tính tiền lời, tính tiền trả trễ, tính tiền người ta gửi cái check để trả tiền nhà, cái check không có tiền bảo chứng, lại tính luôn cái những cái tiền này tiền khác vô, rồi để trên cái số tiền đó trên cái thông báo để đuổi nhà. Đó là một cái việc sai lầm rất là lớn, tại vì những cái đó đó là những cái mà phía bên kia nếu họ biết luật hoặc là luật sư của họ sẽ dùng cái đó để thọc gậy bánh xe. Và nếu mà họ họ thọc gậy đúng là bánh xe nó phải ngừng thôi. Do đó đó, những nhiều khi đó tốt nhất đó là mình chỉ nói đơn thuần là cái tiền mướn nhà thôi, đừng có tính tiền cái ngân phiếu bị lủng, rồi nhà băng họ tính tiền lệ phí cái ngân phiếu bị lủng, hay là những cái tiền trả trễ này kia, những cái đó, hay tiền lời trên cái tiền trả trễ. Những cái đó là những cái mà người ta có thể thọc gậy bánh xe. Rồi một khi mình có thông báo đúng rõ ràng, mình phải nói trên cái thông báo đó là trả tiền, nếu mà trả trễ đó phải trả khi nào, trả cách nào. Mình có thể buộc, mình không có thể buộc người ta phải trả tiền tiền mặt, trừ khi nào trong quá khứ cái người mướn nhà đó đã từng trả bằng ngân phiếu hay là bằng check đó, mà họ trả cái check nó bị lủng. Còn nếu không đó, mình không có thể buộc người ta phải trả bằng tiền mặt được. Một cái vấn đề khác nữa đó là khi mình trả tiền thì mình phải quy định rõ ràng, mình đưa ra cái thông báo để nói là phải đuổi nhà, phải trả tiền hoặc là đuổi nhà đó, mình phải nói rất là rõ ràng là trả tiền ở đâu, trả khi nào. Nếu mà mình cho người ta một cái địa chỉ đó thì mình phải quy định là người ta trả bằng cách là đem người đem đến, hay là nói đường thơ. Thì đường thơ nó rất là quan trọng. Khi mà người ta gửi bằng thơ đó, khi cái người ta gửi bằng thơ, cái thơ không phải là đến lúc mình nhận là nó có hiệu lực, mà lúc người ta nói là người ta bỏ vô thùng thơ rồi là nó đã có hiệu lực rồi, rồi mình chưa nhận. Cái đó là một cái vấn đề tranh cãi rất là nhiều. Khi ra tòa người ta nói tôi đã bỏ vô thùng thơ rồi, khó mà chứng minh được lắm. Do đó đó, những cái điều mình quy định khi mà nói 3 ngày phải trả tiền, mình phải quy định rõ ràng là trả ở đâu, mình phải cho họ biết một cái nơi nào họ có thể đến để trả, trả cho ai, hoặc là đến nơi đó đưa cho ai, và trong cái giờ làm việc nữa, trong cái ngày, trong tuần, trong những cái giờ làm việc, chứ không phải bắt người ta phải đến như là cái giờ nửa đêm hay là ngoài cái giờ làm việc. Do đó đó là những cái điều rất là quan trọng. Và tôi thấy là tổng đài, xin lỗi đây, tổng đài có nhắc là đài ở đây, xin lỗi, đài ở đây có nhắc là đã đến lúc phải tạm ngưng cho cái chương trình, cho cái phần thông tin thương mại, và chương trình sẽ được tiếp diễn sau cái phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.